Cháu nội thằng Đạn biết chưa, tôi kể nguyên cái da phả của mày ra luôn rồi đó, ông kể xong chưa? Rồi nếu rồi để tôi đi né cái. Mày làm gì nổi nóng với tao? Vụ gì? Không biết, tôi không biết, tôi không có bực. Không bực sao làm thái độ kìa? Tôi đang ngứa tay. Mày móc tay ông ba dẫn mày đi. Sẵn cậu mặt rái tay cho tươm tất sạch sẽ coi. Rồi ba dẫn mày đi du lịch chơi nè. Thích đi du lịch không? Thích đi biển không? Lu, giật. Mặt vì lai, thật xinh gái, mái tóc hơi dài. Người xinh thế này, liệu rằng đã có bạn trai? Người yêu tớ còn chưa có ai thèm. Người nói sẽ yêu mãi mãi mà sao vừa mới còn nhau đã cách một trời. Hạnh phúc mà anh vẫn giữ gìn bao buồn vui nay tan biến. Người nói sẽ yêu mãi mãi mà sao lại đến cạnh anh phút chốc rồi đi. Ngỡ như yêu một người chẳng yêu. Rồi đi nói xấu mà người ta, cái thứ quỷ mà tao ghét nhất ở trên đời. Nhà rác nhóc mà không chịu đi hôn, nhiều khi thấy mà máu lên tới não. Bao nhiêu người xa đêm ai vô tình thôi,
Lu mày đâu rồi con? Lu, hỏi ông bị đuối vậy? Nguyên cục tới thui nằm trình hình trước mắt bộ thấy à trời. Sao nằm đây buồn hiu vậy? Nói đi đâu chơi đi. Ông đeo tôi cái vòng kim cô vậy sao tôi đi đâu được trời? Tao mà không đeo vòng kim cô mày chắc mày quậy nát cái nhà tao quá. Ủa ông đang xách cái gì à? Giống cục gạch quá nha. Ai bát với cục gạch gì mày? Chú mèo. Chú mèo. Chú mèo. Chú mèo. Chú mèo. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày chơi đố cơn mưa. Mà sao mê đến đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi thả hồn giữa bao suy tư buồn phiền. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày chơi đố cơn mưa.